sáu cái chữ mà phát sáng đấy thì chính là cái sáu chữ để trên cái kim luân, và đặc biệt tốt khi mà để trên cái ban thờ Phật. Khi mà ở trong nhà cô, nếu như mà mình thờ Phật đấy, mình thờ lớn ấy, thì là mình thờ lớn thì mình hay có cái phần kinh luân này, là khi mà đọc chú thì là sử đọc Bát Nhã hẳn đấy, hay là mình tụng xoay hay sai cái này đấy, để người ta có cái sự giao hộ. Cái phần chú này là cái chữ này được viết bằng tiếng Phạn, cho nên là cái bộ chú này khi mà xoay ấy, thì thông thường những người xoay người ta sẽ cầm cái này để đẩy, và trong cái tâm người ta thì nhẩm cái chú này, chứ nếu như mà xoay mà không đọc thì vứt. Thì mỗi một lần xoay là chữ đến đọc thì mỗi một lần đọc như thế thì người ta có thể nhẩm theo cái chú đấy, thì là mỗi một lần quay ngày là được một biến. Thì khi mà trẻ trong nhà mà thờ Phật, hay là trong nhà mà trẻ con hay cốc đêm mà, thì nhiều người thì không thờ Phật trong nhà thì người ta vẫn muốn có được cái sự ảnh hưởng của chú như thế này ấy, thì người ta có thể sử dụng cái pháp khí như là cái bộ chú này, trong cái bộ chú này ấy, thì ở bên trong nó là cả một cái cuộn bên trong này thì không quay được, thì cái này lại cắm điện vào. Thì cái này thông thường là hay để trên ban thờ Phật, thì đặc biệt là thờ Phật Quan Âm, bởi vì Quan Âm ấy là mỗi một Đức Phật thì sẽ có hạnh nguyện, và trong hạnh nguyện của Đức Phật thì sẽ có một cái câu gọi là chú. Thì khi mà tụng cái chú đấy thì là giống như là Đức Phật hiện thân. Trong cái bộ chú đấy thì cái câu giá trị nhất là cái câu lục tự đại minh, tức là sáu cái chữ mà phát sáng đấy thì chính là cái sáu chữ để trên cái kim luân, và đặc biệt tốt khi mà để trên cái ban thờ Phật. Thì là thay vì thực ra khi thờ Phật trong nhà là đáng đúng ra là phải hàng ngày đến một giờ thì người ta phải lên kinh kệ, xong bắt đầu là đúng lên giờ thắp hương, nhưng mà phải ăn chay đủ, nhưng mà do là Phật thì đương nhiên là không chấp, nhưng mà nhiều không làm được việc đấy, thì thay bằng cách thì sẽ để cái lục tự đại minh, để kinh luân ở bên trên. Xong rồi để cái lục tự đến trên, là từ kinh luân lục tự này nó sẽ phát ra cái âm thanh là bài chú để thay vì đọc kinh, rồi cái kinh luân này nó sẽ quay chuyển, nó phát ra cái lực để tăng thêm cái lực của Quan Âm. Nếu như mà lên một cái trường phái thờ Rupa thôi, mà của Ấn Độ được con sang Việt Nam là mật tông, thì chuyên gia cầm quay kinh luân, người ta có những cái đoạn quay này, khi mà đọc xuống quay này thì có văn quay quay thì thực ra vẫn là quay kinh luân, và kinh luân trên đấy là kiểu gì cái bộ lục tự đại minh. Cái này cũng ghi trong bộ lục tự đại minh này, cái này của em nó kỹ đẹp, cái này nó ngột ngàng, lục tự đại minh nó rất là, thì cái này là để quay. Trong này nó còn có cả một cuộn là giấy, trong này nó có một vạn biến, thì để mà ước rằng là mỗi một lần nó quay một vòng được một vạn, quay một vòng được vạn, thì cắm cái này trên bàn thờ được một năm chắc được tỷ tỷ vạn, tỷ tỷ biến.